câu chuyện khiến tôi rơi lệ. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi. Đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thi rớt đại học, còn mẹ tôi thì dùng làm nông dược, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp, cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp tráng suy nghĩ, tìm đủ cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo mẹ tôi. Thím Tư à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa. Mẫu thân được nhắc như sực tỉnh, rồi chạy nhanh ra chuồng heo phía sau. Thấy heo mẹ đang le lưỡi liếm sạch máu dính trên bình heo con, mẹ tôi bật khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này, xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cái giao tiền gần chuồng heo, tỏ ý tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả, đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẫu thân biết nó tuổi đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ. Mẫu thân thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích, ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp, bảo anh tôi. Lần này tốt rồi, xem như thần Sơn được cứu. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng mới có thể bán. Mà bệnh tôi thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày, thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng, bà thở dài bảo anh tôi. Tuyền ơi, con vào trong xóm mời Dương Độ Tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn. Anh tôi nghe mẹ nói, buồn bã đứng chết chân, sau đó mới khuyên can. Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống và heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ. Nhưng cuối cùng, anh tôi mắt đầy lệ, đành đuổi thủi đi vào trong xóm tìm Vương Đồ Thể. Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo, lo nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Thể tới, ông đến gần chuồng heo xăm soi quan sát, rồi thở dài, bảo mẹ tôi. Thiên Tử à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra, dù có giết con heo mẹ này, thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu. Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái như đoán biết được, nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi nhữ đến mấy. Nó vẫn đứng chết trân trong chuồng, không chịu ra, hết nhìn mẫu thân, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó, nó không ngừng dùng lưỡi liếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên, nó ngã lăn ra, rồi cất tiếng ột ột, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các heo con vừa nghe, tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú trùng trục. Mẹ tôi thở dài, bảo Dương Đồ Tể. Thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha. Dương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê, liền tản ra chơi đùa. Nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu, gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ, thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng rồi, nó lại quay đầu nhìn đàn con với vẻ bình rịnh lưu luyến. Mẫu thân tôi bị tình của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi, lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng như chôn chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình. Thở giờ tôi chưa thấy con heo nái nào mà thông minh, tính khí giống như người đến vậy ta. Heo mẹ nó muốn làm gì vậy? Ông Vương lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi, mọi người mới phát hiện ra
hai hàng vú heo đã căng sữa đến sa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra, heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi, đám heo con ngây thơ, không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu mẫu thân. Mẹ ơi, con gian xin mẹ, đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha. Vương đồ tể lẳng lặng ôm đồ ghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tốn sức gọi mình. Nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu. Đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi 7-8 đứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nạn chết. Cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng, mẫu thân đề nghị đem nó chôn dưới cội cây cạnh chuồng heo. Đến nay, mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn trìu mến nhìn cây đại thọ, cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Tôi kính xin mọi người hãy ăn chay, không nên vì một phút ham ngon khoái miệng mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn mạng chúng. Xin thành tâm cảm tạ mọi người. Phật tử Thái Sơn. Chú út của bạn tôi. Bạn bè đều biết tôi tin Phật. Do chơi thân nên hễ có thắc mắc gì về Phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ. Hôm nay tôi xin thuật một chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi. Hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tín tâm tốt lành. Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trưa xong còn dư giờ, tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi hỏi: Nghe nói bạn đạo Phật hả? Phải. Thế là chị B hứng thú hỏi tôi mấy điều về Phật pháp. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng. Bất ngờ là vì chị B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn trọng thôi. Còn cao hứng là vì B không phải tín đồ Phật giáo, mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú, muốn tìm hiểu. Khi đó, tôi hỏi B: Vì sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hả? Thế là chị B kể cho tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. Chú út của B là một người sống rất đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương. Ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm như một ngày, là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ chú ra nước ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt. Cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú út trở nên giàu sang rồi thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý mình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà một Phật tử thiện lương như chú đột nhiên bị bệnh ung bướu, mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như là bom nổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú lại bị ác báo như thế à? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật pháp, trách ông trời không có mắt, vì sao thiện nhân không được thiện báo. Nhưng chú út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân quả, nghiệp chướng đời trước. Ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh của chú không còn chữa được nữa, chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè. Tuy là chú không nỡ bỏ mặt cha mẹ, vợ con, nhưng một khi vô thường đến, mấy ai có thể trốn thoát được. Chú tu trì thời khóa bền bỉ, mấy mươi năm như một ngày, trọn bề hành thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này. Ai cũng trách trời già bất công,
nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt, nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn, ráng làm thiện thêm cho nhiều, rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Bỗng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh. Ngay lúc Bê kể, tôi nghe mà còn không dám tin, nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra. Hôm nọ, chú Út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ. Trong lúc chú đang dạo tới lui trong siêu thị, thì tự dưng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú. Ông cầm lên một quả trong hàng trái cây, bảo chú: "Hãy ăn mau trái này nha, phải ăn ngay nhé." Lúc chú Út há miệng định hỏi vì sao thì ông lão đã biến mất. Lập tức thần trí của chú tỉnh lại, ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia đang nằm trong tay mình. Chú Út nhìn quanh kiếm tìm và vội hỏi người thân: "Có nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không? Mới thấy ông ta rõ ràng ở đây mà giờ đâu mất tiêu rồi." Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên, cùng đáp là không thấy ai cả, chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Sự việc này quả rất khó hiểu. Chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn. Lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nào ngờ chứng ung bú thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết chữa được. Nhưng sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, lai lịch bất minh kia rồi, thì tế bào ung bú hoàn toàn biến mất, bệnh giờ vậy được lành. Việc này khoa học giải thích sao đây? Sau việc lạ xảy ra đó, toàn gia chú Út bắt đầu tin Phật vô cùng, đồng hiểu là nhờ Bồ Tát U Uẩn ngầm cứu mạng chú. Việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy đều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, oán trời, trách đất. Vì quá thắc mắc nên một ngày nọ, ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn. Cuối cùng được đáp án thế này: nguyên nhân là hồi xưa lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai. Nó sổng chuồng chạy đi, vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phản cỏ, ông liền vung lên bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạng vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, nghển ngãng, chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tay chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật muôn thật. Tạp chí Thanh Đức số 44, 15 tháng 1 năm 1983, Tăng Chánh Huệ. Giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003. Lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách
chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả, tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách, nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi, vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh. Khi đó, Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt, ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi, đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi. Thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng,
quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: "Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe." Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: "Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà." Tôi vỗ về an ủi nó: "Con gái cưng à, cổ nhân thường nói có chí thì nên. Con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con." Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói: "Lần này thi đậu hay không con chẳng dám nghĩ tới nữa, vì môn văn con làm không đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba." 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận. Có thể dùng câu đảm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo: "Con mau lấy bản tính ra cộng hết lại thử coi." Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa không thiếu. Tôi vội nhắc: "Nè, con có nhớ tuần trước bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng nói con thi đậu được 597 điểm mà." Lúc này hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được. Bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng: Ba ơi!" Tôi bảo: Con mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đi." Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ. Khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng 5 biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức mình gia hộ cho thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu thì mạng tôi sớm đã đi đời trôi lăn trong ác đạo thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu ngàn xứ ứng, thùy từ đồ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin,
gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, hãy chí thành, khẩn cầu Ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh Ngài để dẹp trừ tạp niệm, vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong Kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng. Lúc lâm chung, tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, Ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, Ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là chính pháp minh Như Lai, lời Ngài hoàn toàn chân thực, không dối. Cư sĩ Lâm Long Đạt. Lời người dịch. Bài viết này thật cảm động, trong đây tràn đầy lòng từ bi Phật dành cho chúng sinh và tình cha thương con. Nếu bạn muốn nói là Phật từ bi, vì sao đợi chúng sinh kêu cầu niệm danh mới cứu? Cũng giống như mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng dành cho tất cả, nhưng ai muốn đón nhận thì phải mở cửa. Nếu cứ đóng chặt cửa thì ánh sáng không thể chiếu vào. Các đài phát thanh, truyền hình, kinh nào cũng chiếu, phát cho ta xem, nhưng ta phải bật đúng tần số mới xem được. Tương tự vậy, muốn giao cảm với chư Phật Bồ Tát thì phải niệm danh. Trong thời gian niệm đó, tâm ta tạp loạn ngừng, trí thanh tịnh, thì việc kết nối giao cảm với chư Phật mới được dễ dàng. Đó là lý do phải niệm danh Ngài là vậy. Còn người cha trong đây là một đệ tử Phật điển hình. Thông thường, nếu người không biết đạo, thường chạy theo vật dục tài sắc và ít quan tâm đến con cái gia đình. Nhưng người cha trong đây, ngoài việc tự tu niệm, còn rất quan tâm thương yêu con. Con đi thi, cha phát nguyện tu thân hành thiện tạo phúc, tích âm đức để hồi hướng cho con. Vì vậy khi thành đệ tử Phật, đời sống con người dù chưa xuất gia vẫn hạnh phúc nhiều, vì nhờ quyết tâm giữ gìn giới cấm, chồng vợ cư xử thủy chung, gia đình thuận hòa êm ấm, cuộc sống chan chứa tình yêu thương. Do không tạo ác, trong lòng thuần thiện, nên họ được hưởng lạc ngay trong hiện đời. Đây chính là lợi ích của những gia đình Phật hóa. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn. Cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ
nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng. Vì vậy, phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc. Đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Hai, Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng.
hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn ba bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với năm ba bạn nhậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa, trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dồn đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm. Nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sẽ bị xe đụng chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng, đáng sợ vô cùng. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay, kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ác có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp, hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại. Vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này,
luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế, mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn bị thương trầm trọng, khiến ai cũng tưởng tiêu đời, lại phát sinh kỳ tích, sống được. Sau này, khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ. Càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những oán trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức óc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài, nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó, y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra. Nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó, hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiêu đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch, nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: "Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng. Kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận,
vì họ là cha mẹ của tôi, nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ. Nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn, lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi, thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết xong thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh ở công ty khai thác khoáng sản, mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi, thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền viễn xứ này. Việc mỏ than đổ sập, sông hơi độc, làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công dân là có thể cho qua. Nhưng xui là đúng vào lúc toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra buộc phải thi hành nghiêm ngặt, do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu lên. Bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi,
ông thẳng thừng tuyên bố. Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi. Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng, hớn hở, muốn tức khắc hồi phục dân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật sỏi bỗng nhiên phát tác nghiêm trọng. Mặc dù bộ tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm, nhưng ông cũng không thể vào nhà giam bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần, ông hỏi tôi: Anh tin nhân quả không? Tôi nói rằng đương nhiên là có rồi, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt khí vùng vụt. Chúng tôi thường gặp mặt trò chuyện. Ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tuy tôi xuất thân từ gạch y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt khổm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn vô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương vô lên, hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị va chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay của ông càng khiến cho người ta không dám nhìn, ốm tông ốm teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng của ông giống như là cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ cho người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường những người bệnh như ông tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập, là khó sống nổi. Thế mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị nỗi đau hành hình. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi hiện giờ mong ước duy nhất chỉ là một điều: được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc. Nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết, không nghi. Nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông giờ hộ lý gọi điện mời tôi đến. Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe một câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 20 năm trước, lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành pháp luật, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. Nhờ vậy ông không phải trả lương gì cả, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trông chừng đám công dân này, thế là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên rồi,
để che giấu sự thật. Ông cho lắp giếng than đó lại, bỏ mặc đám dân công bị nhốt, đuối mệt, đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ giày vò đau đớn như thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản của ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng, lở loét rách rữa. Đến cuối cùng, trên mình của ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét, lầy lùa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ra bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy vụn, da thịt bị nát rửa ung bủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Câu chuyện này mang tên Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh của cấp trên. Phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cây cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới xương cổ bị gãy. Điều tra về nhân thân lý lịch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy 1 tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng tới cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe vậy nổi tức lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi đến lúc ông về thì phát hiện thằng bé con đã chồi đạp khiến mình rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, cả lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi vùng vặt mà dẫn đến mất 2 mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm án này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thiêu dệt, nói thị phi, không có duyên cớ gì cũng đụng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc và đặt điều, nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt
miêu tả tỉ mỉ ly kỳ, giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin vịt mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói rằng ông Lưu rất ưa thiêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn, gây gãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở, khoái chí. Ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì làm tin lời hoang đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát vùng đó báo cho tôi hay, ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tìm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bỏ ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình. Đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại. Độ ấm cực thấp, hãy quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi của ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này đã bị gắm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố rằng, từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả vòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc do những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học, tôi luôn tôn trọng. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận, chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện ra chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói nghiệp lực chúng sinh không thể lường, rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Dĩnh. Ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả giòm miệng ông, bộ phận cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lổng rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt, cùng ném đá làm dở kiến các xe hơi, hoặc ném đá làm dở kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại.
việc ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc, lộc, quyền bị sạc, mà người tạo ác, ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn có thể chiêu dời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả, do không am tường nên người ta mới phạm tội. Vì vậy, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này, thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành thiện. Ác báo của vu khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên, anh chạy đến xin lỗi tôi. Vì 2 năm trước, đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu chết rất thảm. Riêng bác Thơm, do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã 10 mấy năm. Bây giờ dẫn các con trở về, đến giao cho anh cả 1 tờ di chúc là bút tích của vợ bác hai. Trong đó có 2 hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng, đặt chuyện sằng bậy, hủy danh tiếc người. Ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong, liền té quỵ xuống và bật khóc to. Sau đó hướng về em trai dập đầu xin lỗi. 2 anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa, vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai, vốn ưu tú, giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai, giữa phu thê cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng. Bà cắt máu tai viết di thư rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn 2 con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không quay trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở,
vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị của vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi, sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ, mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng, gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người. Lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận, cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi, liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới nhầm vợ không hiền, độc mồm độc miệng xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên, thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư chứng nghiệm dạy, hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp, xin hãy xem chuyện vợ bác cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận, giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiền tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp tà dâm. Ngày đây tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là dành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao. Gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch. Hễ thấy cụ cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: "Hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra." Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ cố qua đời, có lần cụ báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cô cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch,
ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn, nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men. Tôi thường lấy nước sôi, hòa với thuốc, tạo thành thuốc nước. Sau đó dùng kim tiêm, bơm nước thuốc này vào trong bụng dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó, tôi còn đi phá tổ kiến, bắt dế. Tôi chế nước cho ngập hang, sau đó đắp bùn, làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục. Vì nuôi con nào chết con đó, nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời, thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người. Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó, tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. Vì vậy mà mấy năm trước, tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh, thì tai sưng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được, cả tay chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách. Nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp, nhưng chẳng hiệu quả chi. Ngược lại, bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi, mới hiểu ra, tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. Chính giờ học Phật, lễ Phật mà gần 2 năm nay chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ tai của tôi vẫn còn nứt nẻ, nhưng thuyên giảm nhiều. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay mỗi khi gặp thực bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng, tôi muốn cảnh báo mọi người, ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật Pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy, nên thường bị khởi dục và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nuốt là tôi khởi dục ngay và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hễ dâm niệm dục vọng tới thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thói xấu này thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay tự thỏa dục nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục. Sức khỏe cũng kém, vì tinh lao lực tổn, cộng thêm lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng. Tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn rồi lại thấy có tội còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước, tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Giờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối. Sau đó được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong, tôi lại quỳ tiếp,
xin Ngài gia hộ cho con dứt trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và nguyện như thế liên tục. Kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết. Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm 2-3 lần, sau đó suốt 2-3 tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. Việc này phải cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có Ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm mê vô phương tự cứu. Khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo Pháp, tôi không dám bàn huyền, nói dịu dịu. Chỉ thấy là kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và kham được. Tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa. Chư vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi từng phạm, thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người. Hôm nay tôi thu hết can đảm giải bày ra hết, vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc. Nếu tôi không được biết đến Phật Pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm. Nhưng giờ tôi được nghe Phật Pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, thệ nguyện đổi mới bản thân, nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho con người. Tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, chân thành chia sẻ, hy vọng mọi người cảnh giác, xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm, vì đó là tử lộ. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn lườm thượm này của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, đáng khinh, thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều, bởi tôi xứng đáng vì như thế. Tôi không trách quý vị, mà còn phải cảm tạ nữa. Nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác, giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai. Câu chuyện khiến tôi rơi lệ. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi. Đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thi rớt đại học, còn mẹ tôi thì dùng làm nông dược, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp, cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp tráng suy nghĩ, tìm đủ cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo mẹ tôi. Thím Tư à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa. Mẫu thân được nhắc như sực tỉnh, rồi chạy nhanh ra chuồng heo phía sau. Thấy heo mẹ đang le lưỡi liếm sạch máu dính trên bình heo con, mẹ tôi bật khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh đứa con này, xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cái giao tiền gần chuồng heo, tỏ ý tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả, đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẫu thân biết nó tuổi đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ. Mẫu thân thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích, ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp, bảo anh tôi. Lần này tốt rồi, xem như thần Sơn được cứu. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng mới có thể bán. Mà bệnh tôi thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày, thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng bà thở dài bảo anh tôi. Tuyền ơi, con vào trong xóm mời Dương Độ Tể tới,
mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn. Anh tôi nghe mẹ nói, buồn bã đứng chết trân, sau đó mới khuyên can. Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống và heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ. Nhưng cuối cùng, anh tôi mắt đầy lệ, đành đuổi thủi đi vào trong xóm tìm Vương Đồ Tể. Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo, lo nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Tể tới, ông đến gần chuồng heo săm soi quan sát, rồi thở dài, bảo mẹ tôi. Thiên tử à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra, dù có giết con heo mẹ này, thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu. Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái như đoán biết được, nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi nhữ đến mấy. Nó vẫn đứng chết trân trong chuồng, không chịu ra, hết nhìn mẫu thân, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó, nó không ngừng dùng lưỡi liếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên, nó ngã lăn ra, rồi cất tiếng ột ột, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các heo con vừa nghe, tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú chùng chục. Mẹ tôi thở dài, bảo Dương Đồ Tể. Thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha. Dương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê, liền tản ra chơi đùa. Nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu, gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ, thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng rồi, nó lại quay đầu nhìn đàn con với vẻ bình rịnh lưu luyến. Mẫu thân tôi bị tình của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi, lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng như chôn chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình. Thỏa giờ tôi chưa thấy con heo nái nào mà thông minh, tính khí giống như người đến vậy ta. Heo mẹ nó muốn làm gì vậy? Ông Vương lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi, mọi người mới phát hiện ra hai hàng vú heo đã căng sữa đến sa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra, heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi, đám heo con ngây thơ, không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu mẫu thân. Mẹ ơi, con gian xin mẹ, đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha. Vương Đồ Tể lẳng lặng ôm đồ ghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tốn sức gọi mình, nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi 7-8 đứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nạn chết, cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng mẫu thân đề nghị đem nó chôn dưới cội cây cạnh chuồng heo. Đến nay mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn trìu mến nhìn cây đại thọ cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Tôi kính xin mọi người hãy ăn chay, không nên vì một phút ham ngon khoái miệng mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn mạng chúng. Xin thành tâm cảm tạ mọi người. Phật tử Thái Sơn. Chú út của bạn tôi. Bạn bè đều biết tôi tin Phật. Do chơi thân nên hễ có thắc mắc gì về Phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ. Hôm nay tôi xin thuật một chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi. Hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tín tâm tốt lành. Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trưa xong còn dư giờ,
Tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện, thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi, hỏi: Nghe nói bạn đạo Phật hả? Phải. Thế là chị B hứng thú, hỏi tôi mấy điều về Phật Pháp. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng. Bất ngờ là vì chị B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn trọng thôi. Còn cao hứng là vì B không phải tín đồ Phật giáo, mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú, muốn tìm hiểu. Khi đó, tôi hỏi B: Vì sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hả? Thế là chị B kể cho tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. Chú út của B là một người sống rất đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương. Ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm như một ngày, là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ chú ra nước ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt. Cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú út trở nên giàu sang rồi thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý mình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà một Phật tử thiện lương như chú đột nhiên bị bệnh ung bướu, mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như là bom nổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú lại bị ác báo như thế à? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật Pháp, trách ông trời không có mắt, vì sao thiện nhân không được thiện báo. Nhưng chú út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân quả, nghiệp chướng đời trước. Ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh của chú không còn chữa được nữa, chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè. Tuy là chú không nỡ bỏ mặt cha mẹ, vợ con, nhưng một khi vô thường đến, mấy ai có thể trốn thoát được. Chú tu trì thời khóa bền bỉ, mấy mươi năm như một ngày, trọn bề hành thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này. Ai cũng trách trời già bất công, nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt, nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn, ráng làm thiện thêm cho nhiều, rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Bỗng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh. Ngay lúc B kể, tôi nghe mà còn không dám tin, nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra. Hôm nọ, chú út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ. Trong lúc chú đang dạo tới lui trong siêu thị, thì tự dưng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú. Ông cầm lên một quả trong hàng trái cây, bảo chú: Hãy ăn mau trái này nha, phải ăn ngay nhé. Lúc chú út há miệng định hỏi vì sao thì ông lão đã biến mất. Lập tức thần trí của chú tỉnh lại, ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia đang nằm trong tay mình. Chú út nhìn quanh kiếm tìm và vội hỏi người thân: Có nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không? Mới thấy ông ta rõ ràng ở đây mà giờ đâu mất tiêu rồi. Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên, cùng đáp là không thấy ai cả, chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Sự việc này quả rất khó hiểu. Chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn. Lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nào ngờ chứng ung bướu thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết chữa được, nhưng sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, lai lịch bất minh kia rồi thì tế bào ung bướu hoàn toàn biến mất, bệnh giờ vậy được lành. Việc này khoa học giải thích sao đây? Sau việc lạ xảy ra đó, toàn gia chú út bắt đầu tin Phật vô cùng, đồng hiểu là nhờ Bồ Tát U Uẩn ngầm cứu mạng chú. Việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi người.
ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy đều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ, bất bình, oán trời, trách đất. Vì quá thắc mắc nên một ngày nọ ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn. Cuối cùng được đáp án thế này. Nguyên nhân là hồi xưa, lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai. Nó sổng chuồng chạy đi. Vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phản cỏ, ông liền vung lên bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạng vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, nghển ngãng, chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tay chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật muôn thật. Tạp chí Thanh Đức số 44, 15 tháng 1 năm 1983, Tăng Chánh Huệ. Giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003. Lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả. Tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn
là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh. Khi đó, Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt, ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi, đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi, thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi. Thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Tôi vỗ về an ủi nó: Con gái cưng à, cổ nhân thường nói có chí thì nên, con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói: Lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa.
vì môn văn con làm không đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba. 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận. Có thể dùng câu đảm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo, con mau lấy bản tính ra cộng hết lại thử coi. Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa, không thiếu. Tôi vội nhắc, nè, con có nhớ tuần trước bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng, nói con thi đậu được 597 điểm mà. Lúc này, hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được. Bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng. Ba ơi! Tôi bảo, Con mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đi. Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng 5 biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức mình gia hộ cho, thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, thùy từ đồ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ, là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, hãy chí thành, khẩn cầu ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh ngài để dẹp trừ tạp niệm, vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng. Lúc lâm chung, tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là chính pháp minh Như Lai, lời ngài hoàn toàn chân thực, không dối. Cư sĩ Lâm Long Đạt. Lời người dịch. Bài viết này thật cảm động, trong đây tràn đầy lòng từ bi Phật dành cho chúng sinh và tình cha thương con. Nếu bạn muốn nói là Phật từ bi, vì sao đợi chúng sinh kêu cầu niệm danh mới cứu? Cũng giống như mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng dành cho tất cả, nhưng ai muốn đón nhận thì phải mở cửa. Nếu cứ đóng chặt cửa thì ánh sáng không thể chiếu vào. Các đài phát thanh, truyền hình, kinh nào cũng chiếu, phát cho ta xem, nhưng ta phải bật đúng tần số mới xem được. Tương tự vậy, muốn giao cảm với chư Phật Bồ Tát thì phải niệm danh. Trong thời gian niệm đó, tâm ta tạp loạn ngừng, trí thanh tịnh, thì việc kết nối giao cảm với chư Phật mới được dễ dàng. Đó là lý do phải niệm danh ngài là vậy. Còn người cha trong đây là một đệ tử Phật điển hình. Thông thường, nếu người không biết đạo, thường chạy theo vật dục tài sắc và ít quan tâm đến con cái gia đình. Nhưng người cha trong đây, ngoài việc tự tu niệm,
còn rất quan tâm thương yêu con. Con đi thi, cha phát nguyện tu thân hành thiện tạo phúc, tích âm đức để hồi hướng cho con. Vì vậy khi thành đệ tử Phật, đời sống con người dù chưa xuất gia vẫn hạnh phúc nhiều, vì nhờ quyết tâm giữ gìn giới cấm, chồng vợ cư xử thủy chung, gia đình thuận hòa êm ấm, cuộc sống chan chứa tình yêu thương. Do không tạo ác, trong lòng thuần thiện, nên họ được hưởng lạc ngay trong hiện đời. Đây chính là lợi ích của những gia đình Phật hóa. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy, vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường đọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật,
vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Hai, Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng. Nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó, mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ, ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. Ba, ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng, nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt. Thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn ba bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với năm ba bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dồn đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem,
họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sẽ bị xe đụng chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị Đức Thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay, kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ác có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp. Hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại, vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này, luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế, mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn bị thương trầm trọng khiến ai cũng tưởng tiêu đời, lại phát sinh kỳ tích sống được. Sau này, khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ, càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những quan trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức ốc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường, sau đó y cắt cổ họ, máu văng chay dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn.
có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra. Nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiêu đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch, nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: "Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng, kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ của tôi nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ. Nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn, lại chết mau nữa." Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép, sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ như vậy cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt,
kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ, thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh ở công ty khai thác khoáng sản, mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi, thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi viện viễn xứ này. Việc mỏ than đổ sập, sông hơi độc, làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công dân là có thể cho qua. Nhưng xui là, đúng vào lúc toàn quốc lại có lệnh đài kiểm tra buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi, ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi. Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu lên. Bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố, chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi. Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng, hớn hở, muốn tức khắc hồi phục dân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật sỏi bỗng nhiên phát tác nghiêm trọng. Mặc dù Bộ Tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm. Nhưng ông cũng không thể vào nhà giam, bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp, nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to, như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần, ông hỏi tôi, anh tin nhân quả không? Tôi nói rằng đương nhiên là có rồi, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt khí vùng vụt. Chúng tôi thường gặp mặt trò chuyện. Ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tuy tôi xuất thân từ gạch y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông.
hai mắt khổm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn vô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương vô lên, hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị va chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay của ông càng khiến cho người ta không dám nhìn, ốm tông ốm teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng của ông giống như là cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ cho người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông, tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập, là khó sống nổi. Thế mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị nỗi đau hành hình. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ mong ước duy nhất chỉ là một điều, được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc, nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết, không nghi. Nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông giờ hộ lý gọi điện mời tôi đến. Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe một câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 20 năm trước, lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành pháp luật, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. Nhờ vậy, ông không phải trả lương gì cả, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trông chừng đám công dân này, thế là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, ông cho lắp giếng than đó lại, bỏ mặc đám dân công bị nhốt, đuối mệt, đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng, họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ, giày vò đau đớn như thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản của ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng, lở loét rách rữa. Đến cuối cùng, trên mình của ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét, lầy lùa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ra bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy vụn, da thịt bị nát rửa ung bủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Câu chuyện này mang tên Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh của cấp trên. Phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cây cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới xương cổ bị gãy. Điều tra về nhân thân lý lịch
thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng tới cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe vậy nổi tức lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi đến lúc ông về thì phát hiện thằng bé con đã chồi đạp khiến mền rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, cả lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi vùng vặt mà dẫn đến mất hai mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm án này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thiêu dệt, nói thị phi, không có duyên cớ gì cũng đụng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc và đặt điều, nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ, giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin vịt mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói rằng ông Lưu rất ưa thiêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn, gây gãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở, khoái chí. Ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì làm tin lời hoang đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát vùng đó báo cho tôi hay ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tìm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bỏ ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình. Đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ấm cực thấp, hãy quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi của ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này đã bị gắm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố rằng từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả vòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học,
bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc do những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học, tôi luôn tôn trọng. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện ra chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói, nghiệp lực chúng sinh không thể lường, rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Dĩnh. Ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả giòm miệng ông, bộ phận cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lổng rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt, cùng ném đá làm dở kiến các xe hơi, hoặc ném đá làm dở kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm dở kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc, lộc, quyền bị sạc, mà người tạo ác, ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn có thể chiêu dời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả, do không am tường nên người ta mới phạm tội. Vì vậy, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này, thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành thiện. Ác báo của vu khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên, anh chạy đến xin lỗi tôi. Vì hai năm trước, đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước,
Trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu chết rất thảm. Riêng bác Thơm do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. Hai con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã mười mấy năm, bây giờ dẫn các con trở về đến giao cho anh cả một tờ di chúc là bút tích của vợ bác hai. Trong đó có hai hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng đặt chuyện sằng bậy hủy danh tiếc người, ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong liền té quỵ xuống và bật khóc to, sau đó hướng về em trai dập đầu xin lỗi. Hai anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai vốn ưu tú giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai giữa phu thê cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng, bà cắt máu tai viết di thư rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn hai con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không quay trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị của vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người. Lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận, cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi, liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới nhầm vợ không hiền, độc mồm độc miệng xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên, thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư chứng nghiệm dạy, hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp, xin hãy xem chuyện vợ bác cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiền tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân, chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là giành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố
là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao, gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch. Hễ thấy cụ cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: "Hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra." Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ cố qua đời, có lần cụ báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cụ cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ, tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên, xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thường lấy nước sôi hòa với thuốc tạo thành thuốc nước, sau đó dùng kim tiêm bơm nước thuốc này vào trong bụng dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó tôi còn đi phá tổ kiến, bắt dế. Tôi chế nước cho ngập hang, sau đó đắp bùn làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục. Vì nuôi con nào chết con đó nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người. Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. Vì vậy mà mấy năm trước tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh thì tai sưng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được, cả tay chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách, nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp, nhưng chẳng hiệu quả chi, ngược lại bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi mới hiểu ra tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. Chính giờ học Phật, lễ Phật mà gần 2 năm nay chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ tai của tôi vẫn còn nứt nẻ nhưng thuyên giảm nhiều.
Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay, mỗi khi gặp thực bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng, tôi muốn cảnh báo mọi người, ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật Pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy, nên thường bị khởi dục và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nuốt là tôi khởi dục ngay và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hễ dâm niệm dục vọng tới thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thói xấu này thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay tự thỏa dục nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục, sức khỏe cũng kém. Vì tinh lao lực tổn, cộng thêm lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng, tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn rồi lại thấy có tội, còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước, tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Giờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối. Sau đó được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong, tôi lại quỳ tiếp, xin Ngài gia hộ cho con dứt trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và quỳ như thế liên tục. Kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết. Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm 2-3 lần, sau đó suốt 2-3 tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. Việc này phải cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có Ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm mê vô phương tự cứu. Khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo Pháp, tôi không dám bàn huyền, nói dịu dịu, chỉ thấy là kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và kham được. Tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa. Chư vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi từng phạm, thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người. Hôm nay tôi thu hết can đảm giải bày ra hết, vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc. Nếu tôi không được biết đến Phật Pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm. Nhưng giờ tôi được nghe Phật Pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, thệ nguyện đổi mới bản thân, nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho con người. Tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, chân thành chia sẻ, hy vọng mọi người cảnh giác, xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm, vì đó là tử lộ. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn lườm thượm này của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, đáng khinh, thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều. Bởi tôi xứng đáng vì như thế, tôi không trách quý vị,
mà còn phải cảm tạ nữa. Nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác, giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai. Câu chuyện khiến tôi rơi lệ. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi. Đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thi rớt đại học, còn mẹ tôi thì dùng làm nông dược, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp, cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp tráng suy nghĩ, tìm đủ cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo mẹ tôi. Thím Tư à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa. Mẫu thân được nhắc như sực tỉnh, rồi chạy nhanh ra chuồng heo phía sau. Thấy heo mẹ đang le lưỡi liếm sạch máu dính trên bình heo con, mẹ tôi bật khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này, xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cái giao tiền gần chuồng heo, tỏ ý tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả, đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẫu thân biết nó tuổi đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ. Mẫu thân thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích, ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp, bảo anh tôi. Lần này tốt rồi, xem như thần Sơn được cứu. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng mới có thể bán, mà bệnh tôi thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày, thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng, bà thở dài bảo anh tôi. Tuyền ơi, con vào trong xóm mời Dương Độ Tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn. Anh tôi nghe mẹ nói, buồn bã đứng chết chân, sau đó mới khuyên can. Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống và heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ. Nhưng cuối cùng, anh tôi mắt đầy lệ, đành đuổi thủi đi vào trong xóm tìm Vương Đồ Thể. Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo, lo nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Thể tới, ông đến gần chuồng heo săm soi quan sát, rồi thở dài, bảo mẹ tôi. Thiên Tử à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra, dù có giết con heo mẹ này, thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu. Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái như đoán biết được, nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi nhữ đến mấy. Nó vẫn đứng chết trân trong chuồng, không chịu ra, hết nhìn mẫu thân, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó, nó không ngừng dùng lưỡi liếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên, nó ngã lăn ra, rồi cất tiếng ột ột, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các heo con vừa nghe, tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú trùng trục. Mẹ tôi thở dài, bảo Dương Đồ Tể. Thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha. Dương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê, liền tản ra chơi đùa. Nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu, gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ, thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng rồi, nó lại quay đầu nhìn đàn con với vẻ bình rịnh lưu luyến. Mẫu thân tôi bị tình của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi, lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng như chôn chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình. Thỏa giờ tôi chưa thấy con heo nái nào mà thông minh,
tính khí giống như người đến vậy ta? Heo mẹ nó muốn làm gì vậy? Ông Vương lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi, mọi người mới phát hiện ra hai hàng vú heo đã căng sữa đến sa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra, heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi, đám heo con ngây thơ, không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu mẫu thân. Mẹ ơi, con gian xin mẹ, đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha. Vương đồ tể lẳng lặng ôm đồ ghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tốn sức gọi mình, nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi 7-8 đứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nạn chết, cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng mẫu thân đề nghị đem nó chôn dưới cội cây cạnh chuồng heo. Đến nay mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn triều mến nhìn cây đại thọ cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Tôi kính xin mọi người hãy ăn chay, không nên vì một phút ham ngon khoái miệng mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn mạng chúng. Xin thành tâm cảm tạ mọi người. Phật tử Thái Sơn. Chú út của bạn tôi. Bạn bè đều biết tôi tin Phật. Do chơi thân nên hễ có thắc mắc gì về Phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ. Hôm nay tôi xin thuật một chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi. Hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tín tâm tốt lành. Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trưa xong còn dư giờ, tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi hỏi: Nghe nói bạn đạo Phật hả? Phải. Thế là chị B hứng thú hỏi tôi mấy điều về Phật pháp. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng. Bất ngờ là vì chị B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn trọng thôi. Còn cao hứng là vì B không phải tín đồ Phật giáo, mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú, muốn tìm hiểu. Khi đó, tôi hỏi B: Vậy sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hả? Thế là chị B kể cho tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. Chú út của B là một người sống rất đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương. Ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm như một ngày, là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ chú ra nước ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt. Cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú út trở nên giàu sang rồi thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý mình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà một Phật tử thiện lương như chú đột nhiên bị bệnh ung bướu, mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như là bom nổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú lại bị ác báo như thế à? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật pháp, trách ông trời không có mắt, vì sao thiện nhân không được thiện báo. Nhưng chú út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân quả, nghiệp chướng đời trước. Ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh của chú không còn chữa được nữa, chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè. Tuy là chú không nỡ bỏ mặt cha mẹ, vợ con, nhưng một khi vô thường đến, mấy ai có thể trốn thoát được.
chú tu trì thời khóa bền bỉ, mấy mươi năm như một ngày, trọn bề hành thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này. Ai cũng trách trời già bất công, nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt, nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn, ráng làm thiện thêm cho nhiều, rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Bỗng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh. Ngay lúc Bê kể, tôi nghe mà còn không dám tin, nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra. Hôm nọ, chú Út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ. Trong lúc chú đang dạo tới lui trong siêu thị, thì tự dưng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú. Ông cầm lên một quả trong hàng trái cây, bảo chú: "Hãy ăn mau trái này nha, phải ăn ngay nhé." Lúc chú Út há miệng định hỏi vì sao thì ông lão đã biến mất. Lập tức thần trí của chú tỉnh lại, ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia đang nằm trong tay mình. Chú Út nhìn quanh kiếm tìm và vội hỏi người thân: "Có nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không? Mới thấy ông ta rõ ràng ở đây mà giờ đâu mất tiêu rồi." Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên, cùng đáp là không thấy ai cả, chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Sự việc này quả rất khó hiểu. Chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn. Lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nào ngờ chứng ung bú thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết chữa được. Nhưng sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, lai lịch bất minh kia rồi, thì tế bào ung bú hoàn toàn biến mất, bệnh giờ vậy được lành. Việc này khoa học giải thích sao đây? Sau việc lạ xảy ra đó, toàn gia chú Út bắt đầu tin Phật vô cùng, đồng hiểu là nhờ Bồ Tát U Uẩn ngầm cứu mạng chú. Việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy đều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, oán trời, trách đất. Vì quá thắc mắc nên một ngày nọ ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn, cuối cùng được đáp án thế này. Nguyên nhân là hồi xưa, lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai. Nó sổng chuồng chạy đi. Vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phản cỏ, ông liền vung lên bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạng vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, nghển ngãng, chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tay chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật muôn thật. Tạp chí Thanh Đức số 44, 15 tháng 1 năm 1983, Tăng Chánh Huệ.
giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003. Lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả, tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách, nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh. Khi đó, Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt, ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi, đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi, thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi. Thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy,
ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: "Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe." Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: "Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà." Tôi vỗ về an ủi nó: "Con gái cưng à, cổ nhân thường nói có chí thì nên. Con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con." Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói: "Lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba." 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận. Có thể dùng câu đảm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo: "Con mau lấy bản tính ra cộng hết lại thử coi." Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa không thiếu. Tôi vội nhắc: "Nè, con có nhớ tuần trước bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng nói con thi đậu được 597 điểm mà." Lúc này hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được. Bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng: Ba ơi!" Tôi bảo: Con mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đi." Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng năm biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức mình gia hộ cho, thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm.
Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, thùy từ độ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, hãy chí thành, khẩn cầu Ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh Ngài để dẹp trừ tạp niệm, vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong Kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng, lúc lâm chung, tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, Ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, Ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là chính pháp minh Như Lai, lời Ngài hoàn toàn chân thực, không dối. Cư sĩ Lâm Long Đạt. Lời người dịch. Bài viết này thật cảm động. Trong đây tràn đầy lòng từ bi Phật dành cho chúng sinh và tình cha thương con. Nếu bạn muốn nói là Phật từ bi, vì sao đợi chúng sinh kêu cầu niệm danh mới cứu? Cũng giống như mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng dành cho tất cả, nhưng ai muốn đón nhận thì phải mở cửa. Nếu cứ đóng chặt cửa thì ánh sáng không thể chiếu vào. Các đài phát thanh, truyền hình, kinh nào cũng chiếu, phát cho ta xem, nhưng ta phải bật đúng tần số mới xem được. Tương tự vậy, muốn giao cảm với chư Phật Bồ Tát thì phải niệm danh. Trong thời gian niệm đó, tâm ta tạp loạn ngừng, trí thanh tịnh, thì việc kết nối giao cảm với chư Phật mới được dễ dàng. Đó là lý do phải niệm danh Ngài là vậy. Còn người cha trong đây là một đệ tử Phật điển hình. Thông thường, nếu người không biết đạo, thường chạy theo vật dục tài sắc và ít quan tâm đến con cái gia đình. Nhưng người cha trong đây, ngoài việc tự tu niệm, còn rất quan tâm thương yêu con. Con đi thi, cha phát nguyện tu thân hành thiện tạo phúc, tích âm đức để hồi hướng cho con. Vì vậy khi thành đệ tử Phật, đời sống con người dù chưa xuất gia vẫn hạnh phúc nhiều, vì nhờ quyết tâm giữ gìn giới cấm, chồng vợ cư xử thủy chung, gia đình thuận hòa êm ấm, cuộc sống chan chứa tình yêu thương. Do không tạo ác, trong lòng thuần thiện, nên họ được hưởng lạc ngay trong hiện đời. Đây chính là lợi ích của những gia đình Phật hóa. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn. Cho hết dãy giụa thì tôi mới dừng tay.
Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng giãy giụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh, tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng. Vì vậy, phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó, mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ, ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài.
anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn ba bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với năm ba bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa, trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dồn đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm. Nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sẽ bị xe đụng chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng, đáng sợ vô cùng. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay, kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ác có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi, bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp, hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ,
Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại: vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này, luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế, mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ, lại chết. Còn bị thương trầm trọng, khiến ai cũng tưởng tiêu đời, lại phát sinh kỳ tích, sống được. Sau này, khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ. Càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những quan trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức ốc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, điều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch, nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ,
tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy. Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng. Kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận. Vì họ là cha mẹ của tôi, nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ. Nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn, lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi, thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này, vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật, bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh ở công ty khai thác khoáng sản, mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi, thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi bị viễn xứ này. Việc mỏ than đổ sập, sông hơi độc, làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công dân là có thể cho qua. Nhưng xui là đúng vào lúc toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng,
tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu lên. Bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố. Chưa tới một tháng, là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi. Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở, nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng, án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng, hớn hở, muốn tức khắc hồi phục dân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật sỏi bỗng nhiên phát tác nghiêm trọng. Mặc dù bộ tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm, nhưng ông cũng không thể vào nhà giam bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần, ông hỏi tôi. Anh tin nhân quả không? Tôi nói rằng đương nhiên là có rồi, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt khí vùng vụt. Chúng tôi thường gặp mặt trò chuyện. Ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tuy tôi xuất thân từ gạch y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt khổm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn vô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương vô lên, hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị va chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay của ông càng khiến cho người ta không dám nhìn, ốm tông ốm teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng của ông giống như là cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ cho người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường những người bệnh như ông tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập, là khó sống nổi. Thế mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị nỗi đau hành hình. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi hiện giờ mong ước duy nhất chỉ là một điều, được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc, nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết, không nghi. Nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông giờ hộ lý gọi điện mời tôi đến. Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe một câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 20 năm trước, lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa
gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo, không rành pháp luật, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. Nhờ vậy, ông không phải trả lương gì cả, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trông chừng đám công dân này, thế là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, ông cho lắp giếng than đó lại, bỏ mặc đám dân công bị nhốt, đuối mệt, đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng, họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ giày vò đau đớn như thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản của ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng, lở loét rách rữa. Đến cuối cùng, trên mình của ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét, lầy lùa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ra bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy vụn, da thịt bị nát rửa ung bủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Câu chuyện này mang tên Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh của cấp trên. Phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cây cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới xương cổ bị gãy. Điều tra về nhân thân lý lịch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy 1 tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng tới cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe vậy nổi tức lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư đại ý như sau: anh hãy về mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi đến lúc ông về thì phát hiện thằng bé con đã chồi đạp khiến mền rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, cả lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi vùng vặt mà dẫn đến mất 2 mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm án này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50,
đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thiêu dệt, nói thị phi, không có duyên cớ gì cũng lụng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc và đặt điều, nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ, ly kỳ, giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin vịt mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói rằng ông Lưu rất ưa thiêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn, gây gãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở, khoái chí. Ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì làm tin lời hoang đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát vùng đó báo cho tôi hay, ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tìm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bỏ ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình. Đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ấm cực thấp, hãy quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi của ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này đã bị gắm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố rằng từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả vòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc do những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học, tôi luôn tôn trọng. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện ra chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói nghiệp lực chúng sinh không thể lường, rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Dĩnh. Ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả giòm miệng ông, bộ phận cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lổng rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt,
cùng ném đá làm dở kiến các xe hơi, hoặc ném đá làm dở kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm dở kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc, lộc, quyền bị sạc, mà người tạo ác, ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn có thể chiêu dời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả, do không am tường nên người ta mới phạm tội. Vì vậy, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này, thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành thiện. Ác báo của vu khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên, anh chạy đến xin lỗi tôi. Vì 2 năm trước, đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu chết rất thảm. Riêng bác Thơm do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã 10 mấy năm. Bây giờ dẫn các con trở về, đến giao cho anh cả một tờ di chúc là bút tích của vợ bác hai. Trong đó có 2 hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng, đặt chuyện sằng bậy, hủy danh tiếc người. Ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong, liền té quỵ xuống và bật khóc to. Sau đó hướng về em trai dập đầu xin lỗi. 2 anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa, vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai, vốn ưu tú, giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai